về có ngăn ở nhà có ngăn lo cho mẹ nhỏ mà đi làm nhỏ đi làm đi làm cái khóc gì ngăn gì á thôi để đi làm để có tiền lo cho cô mà nhà có ngăn mà có gì kêu ngăn nha nhà ngăn lo hai tuần nữa về nữa đây là hai chị em là Ngọc với Ngân ở Bình Phước Xuân là đang chăm sóc cho mẹ bị bệnh. Hiện tại thì Ngọc là đi làm công nhân ở Long An, còn Ngân thì ở nhà chăm sóc cho mẹ với ba. Có cần phải nói công ty không anh? Ha khỏi được rồi. Nói công ty em nói luôn. Là cô bị bệnh sao em? Dạ mẹ em lúc đầu là mẹ em bị ngứa. Rồi cái chị ngứa xong rồi tự nhiên cái tay nó tự có một mục gì đó rồi cái người nào bán sữa lại nặng cái tự nhiên nó bị nhiễm trùng da luôn bây giờ nó thịt nó mất hết rồi chỉ ta thấy luôn tới cái xương ở bên trong luôn rồi đi khám người ta có nói là sao không? Đó là người ta nói nhiễm trùng da rồi người ta là cái này là không có trị là kêu mẹ là phải kêu tháo chưa có nói tay của mẹ chưa có bị không có bị chết da nên người ta không có tháo khi nào mà nó không có còn mà giờ cảm giác được để em theo dõi ra nó nói đang theo dõi hoài mà không có phát hiện là bị rồi tay kia tay này cũng... tự nhiên vô tay lấy máu giết mà nó bị lấy máu rồi bị gì hoại tử luôn tay hoại tử luôn bị tắc nghẽn máu luôn à dạ đúng rồi nó mất cảm giác luôn không bác sĩ nói không biết nó bị rụng cái kỳ thôi rồi cô còn bị nghe nó bị bệnh cột sống nữa phải không? Dạ, không có ngồi được. Ngồi lên là đảo lên là u da chịu không nổi. Là té hay sao? Dạ. Bị té hả cô? Dạ té. Bị té lưng là. Anh thấy không cái máng xối đó đó mà bắt con bé này nó vịnh sao vịnh nổi? Chờ cầu thang rồi đúng xong rồi hai chị đó, em là lần thứ bạc đông thì nó trời cười hai chị em Ngọc với Ngân thì cũng như là cái chiều cao thì không có cao như người bình thường là mình cao bao nhiêu em thì được 1m3 còn Ngân không biết nữa ai cao hơn em thấp hơn chắc cứ mấy nhỏ xíu khổ quá khổ rồi mình điều trị giờ là bệnh viện kêu về nhà tự trị lúc đầu nằm ở Long Xuyên nó không chị kêu chuyển cho rẫy rồi chơi rẫy nằm đâu được con tuần rồi nó nói thôi về đi rồi về mấy tuần nay luôn rồi lâu em về thăm nhà ăn lần rồi để cho dạ, mẹ em xin nghỉ được một tuần cái em về em nuôi ở Long Xuyên á rồi cái em phải lên làm lại để nghỉ nữa đâu có được bị ngứa hả dạ bị ngứa hả bị ngứa hoài ngứa mà ngứa có biết bệnh gì không cô? Giờ mình chỉ lên đến bệnh viện nó giữ mẹ cho nó mình đi không biết luôn không biết bệnh gì luôn viện kiểu không hết da liễu nó không có báo là cái gì luôn nó không phát hiện ra được bệnh luôn nó nói là nhiễm trùng da không mà nó không phát hiện được luôn rồi kêu thôi về đi hiện tại thì ở nhà mình điều trị bằng thuốc hay mua mấy cái thuốc rồi tự mình thay băng mình làm thuốc của to bác sĩ hay sao dạ bác sĩ bữa hổm cho về được một tuần mà hết rồi không có lên cảnh lại được rồi có ăn uống sữa gì thêm không dạ uống sữa với ăn cháo vậy là cũng như chi phí mà cho cô á cũng như họp hàng tháng là mình tốt dạ cũng... thì tự nhà mình phải lo cũng nhiều dạ. Con mình em ráng làm để lo đó dạ chứ xài phí thì cái cỡ này đâu có đâu xài có khi sạch thì mùa được mùa không năm rồi thêm dịch Covid nữa Covid ở chỗ em cũng thất nghiệp em cũng thất nghiệp nữa ở chỗ anh mấy tháng trời chứ anh đâu được về đâu 3 tháng rồi để coi có gì giờ thì nó nghỉ xin nghỉ nữa mà ba không cho nó thôi đi làm đi đặng có tiền thu nhập về lo chứ bữa nay gì đỡ bữa hôm cho đỡ bệnh viện ngày nay có lý như thế gì đỡ nhờ tắm cái người ta chỉ bên bệnh viện người ta chỉ tắm lá bàn á nên mấy bữa nay cái tắm lá bàn đỡ nó khô da nó bị đỡ rồi da thịt nó rớt và cái da bị rợp á đen trời ơi nó đen mà có quần nữa ghê quá Ngọc với Ngân là có gia đình không chưa hả năm nay bao nhiêu tuổi rồi dạ em 37 còn Ngân em 30 30
Rồi thôi để con sẽ trích một cái phần quỹ thiện nguyện á, để hỗ trợ cho cô một ít để mua sữa, với sẽ vận động thêm nhờ Mạnh Thường Quân tiếp cho cô. Dạ. Tiền thuốc men với tiền sữa điều trị trong thời gian này. Thì sau này mà nếu mà bị lặn, nếu mà cái tay mình có hướng nào mình trị á, thì mà chi phí mình trị không nổi á, thì hai em cứ nhắn cho anh đi rồi anh tìm cách hỗ trợ thêm sao. Nhà của Ngọc với Ngân này là ở đây là Bình Phước Xuân. Ấp gì? Ấp Bình Phú. Ấp Bình Phú. Xã Bình Phước Xuân. À, gần cây cầu hồi nãy là cầu Cả Bông. Cả Bông. Đúng rồi, gần cầu Cả Bông. Rồi thôi cô nghỉ ngơi ha. Có gì thì con sẽ em đi nữa tối. Okay, giờ này là đi lên Long An làm nữa. Đi 3 tiếng mới đi, giờ anh nghỉ ngơi tới sáng mai nè. Gãi hoài luôn đó, gãi sức da máu nữa. Tại giờ mới băng rồi phải không băng, anh tháo ra cho anh coi, anh nhìn rớt nước mắt luôn. Nãy em nhìn em khóc luôn. Thôi được rồi, thôi được rồi, khỏi đi. Đau, đau lắm thôi, để cái tay từ đây tới đây cái sưng no trong cái bắt đầu nổi lên kỳ luôn, mà nguyên khu này nó không còn da, nó tươi rồi cho gãy là định tháo lúc này mà. Nó còn nguyên chỗ này thầy lầy thấy trắng tay tát rác dưới đây. Thôi đừng tháo cô đau. Mỗi lần tháo là bả nhăn chịu không nổi. Nãy tháo rồi cái nó rác nó ra máu. Rồi. Chạy tuôn con rồi. Chạy tuôn tuôn máu luôn. Chết rồi đeo rồi không nổi. Về. Lúc nào ở nhà có ngăn lo cho mẹ. Nhỏ đi làm. Nhỏ đi làm. Rồi đi làm cái khóc chứ. Thằng ăn gì đó. Thôi để đi làm để có tiền lo cho cô mà. Nhà có Ngân mà, có gì kêu Ngân nha. Nhà Ngân lo hai tuần nữa về nữa. Hai tuần nữa về. Nhớ nha. Bán số là giá niệm Phật. Con đi lên đường cho nên xe nào đi. Để rồi tối rồi. 4 giờ mấy rồi đó. Nên là phải trả 3 tiếng đó.